Hi, chào mọi người, hôm nay mình tiếp tục với game Pokemon Ultra Sun ha. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục hành trình ha. Như hôm trước đang lỡ dở đó là mình đã có được con Necroma, một con Ligon rất là khủng đây. Đó, hôm nay thì mình sẽ tiến hóa cái con Độc Bolole gì phải không ta? Nhờ bà lão này. Đấy. Muốn mình remove cái kill gì? Mình sẽ chọn cái con kia thôi, Z nè. Hãy chọn một Pokemon. À, đó chính là con này. Và mình sẽ được học một kill đó chính là Dragon Pull cho nó. Đây, kỹ năng này. Có lẽ mình sẽ đổi kill Fairy. Oh yeah. Và mình đã có được cái kỹ năng này. Đấy. Và sau khi cuộc nói chuyện này kết thúc thì con nó sẽ tiến hóa luôn. Tại sao không tiến hóa nhỉ? Mình nhớ con nó học kỹ năng vô là tiến hóa mà. Ui, kỳ vậy. Hơi lạ nha. Chắc có lẽ là do con này bị biến thành Shiny rồi nên nó tiến hóa theo kiểu khác hả? À, bây giờ nó mới tiến hóa nè các bạn. Ôi, như hồi nãy là mình nghĩ nó tiến hóa rồi chứ. Con này biến hóa dạng hai rất là đẹp luôn nha. Y như con ong vậy. Wow. Ui, đẹp dữ trời. Wow, nhìn nó tiến hóa đẹp thiệt chứ. Wow, không biết con này đánh sao ha. Rồi mình mới. À đúng rồi, đi Good idea. À, chụp hình hả? Quên. À, không phải lúc này. Ok, ra đi. Lỡ tưởng mình tưởng chụp hình chứ. Ok, chúng ta sẽ tiếp tục cuộc nhiệm vụ hôm qua ha. Đấy, lên gặp ông này chắc. Kỹ năng. Ok. Gì nữa? Mình chắc là phải đi lên nữa đấy. À, đây rồi, lên tới đây luôn. Ôi, con mình mới tiến hóa nhìn đỉnh quá. Mình cho nó lên vị trí 1 coi. Oh, yeah. Hơi bị đỉnh đó nha. Đây rồi, lên chúng ta lên tới rồi. Chạm kiểm soát không chung. Đây, toàn là băng giá, nhìn rất là lạnh luôn. Cảm ơn. Just one thing left for you to do. Take on the Pokemon language. Ligon hả? Ligon. Legendary Pokemon ở trong đây hả? Tao vẫn nhớ ngày đầu tiên là khi cái gì ta? Cách mà Indoboter. Cái này mình không hiểu lắm. Đang nhớ lại chuyện hồi xưa. Đủ rồi. Bây giờ là phi hằng này. Trong nhớ về ổng ấy. Dạ. Con Pokemon nó kêu mình vô à? First banner, first Pokemon adventure event. Sao đã? Sao giờ? Không được nhìn bí hiểm quá vậy. Ai chết. Mình quên, mình lưu cái đá. Quấn xong cái này là đi ra ngoài luôn á. Lưu trước đã. Mình sẵn sàng for win. Xoay cái nào.
Ngôi sao hả? Hình như Roto đúng không ta? Roto Friendship hả? Bargain hả? Ok, vô nào. Wow. Con này hệ râu đúng không ta? 4 trên Airy Pokemon in Airy region are very well featured fresh train called the Eartifo. Mình hết thì thấy 4 con Pokemon hiện thoại hả? Cảm thấy rất là tốt. Để coi mình chọn hệ gì coi. Con này là Rat. Con này là Basic. Siêu linh á. Râu đi ha. Ok, từ từ để mình đi qua hết 4 cửa cho mọi người xem nữa. Con này là hệ Steel hay sao? Nhìn giống cục sắt quá, chắc là Steel rồi. Có vẻ mình đoán vậy thôi, mình sẽ chọn cái này. Quýnh cho trainer, các trainer sở hữu Pokemon hiện thời. Maybe. Welcome Rock Chamber. Ghê á. Dã man. Có cái gì nào? Wow. Vào chiến trường. Chết rồi, thấy nguy hiểm quá nha. Ui, 5 con. Amadon. Amadon. Wow, con này hả? Ơi, con hình như tiến hóa lên thành con Cham. Con Pokemon Á Thần á, đúng không? Nhìn nó quen lắm. Đúng rồi, chính là nó. Con mình mới có được trong Bixemon. Con này là Dragon. Dragon với lại Row, đúng rồi. À, nó sẽ sợ Dragon Pool với nó hả coi. Ok, không phải là chiêu mạnh. Trời ơi, cũng không nổi rồi. Venom. Thử chiêu này coi. Thôi, không tác dụng rồi. Nhưng mà khiến nó bị chính độc. Ây da, con mình chết rồi, mình biết mà. Không phải đối thủ của nó. Nhưng nó bị dính độc rồi. Ấy gì, Dragon với lại Rock hả? Ok, mình nghĩ con này đánh được. Chưa lấy Necroma đâu, từ từ mình lấy cái Necroma ra sau. Chiêu băng, hình như chiêu băng. Nhất không làm chiêu băng là một cái Fairy Effect với bọn này. Oh, chết không phải là chết rồi, nó dùng Rock Blast rồi. Con mình hình như sợ bị đá. Quên, trong này ra là ngu rồi. Ngu rồi. Nó chín độc rồi, thì nó chết thôi. Keep fighting coi. Cái đó hơi sai đó, đáng lẽ mình cho con... Ôi, con này cũng có chiêu thần sầu vậy hả? Hình như chiêu này hình có tác dụng hơn hay sao á. Đúng rồi, sắp bị effect. Nhưng giờ nó không lại rồi. Wow. Mình vẫn còn sống được à. Ờ chết luôn rồi. Bị cát nó làm cho bị động thương. Ok, ra nào chàng trai. Hình như chiêu này cũng mạnh lắm hay sao á. Chính xác. Quýnh nó thành công là cộng điểm đó liền.
Con này ra là hợp lý luôn á. Trời ơi, con này mình nói thiệt, mình chơi một cái chi fighting là chết luôn á. Mình nhớ không làm mà mình đập nó một cái là xẹp ruột nè. Trời, nói đúng y mà. Chết rồi, quên cái đó giảm speed. Nó khôn ghê, nó chơi điện. À, mình bị có thể là bị không di chuyển được. Ua, hồi máu à. Ok, good job boy. À, mình sẽ thôi cái này cho nó thôi các bạn ơi. Cái đó bị dính điện là sẽ bị mất lượt, nhảm lắm. Wow, chiều đó cũng khá là mạnh đối với mình. Wow, hết cát rồi. Đỡ rồi đấy. À, đánh cái này đi. Mày dập mồm. Mình càng quýnh mình càng mạnh mà. Chết anh lại bơm điện vào đầu mình nữa rồi. Wow, con này chơi ghê thiệt chứ. Sóng điện hả? Tạo cát lại. Một cái vào mồm. Kiếp bê tinh. Con này là một cái khả năng lựa chọn rất là tốt đối với đội hình. Ui, là con Lý Cần. Full restore hình như là nó hồi vừa hồi máu vừa vừa xóa đi cái hiệu ứng điện phải không ta? Hình như là vậy. Chiêu này thốn với mình. Trời ơi, con này nữa thì chiêu nào cũng đập nó chết hết. Ok, mình sẽ chơi chiêu này. Đâu đấy bạn trẻ? Đâu đấy bạn trẻ? Tao là vô địch rồi, mày nghĩ mày có thể chống lại được à? Một mình con này cần hết luôn á. Chết mày với tao rồi. Một kỹ năng cứu khoang. Một cứu khoang tuyệt vời. Sống nổi không? Nếu mày sống nổi thì tao gọi mày bằng cụ. Hê hê, quá đơn giản. Tặng em con gì chị? Gì vậy? Tao không thấy gì, dường như là trong như con mắt mình đã thấy gì đầu tiên ở không tin vào mắt mình ở kiểu như vậy á. Không tin mà dường như là con mắt của nó đầu tiên nhìn mình ở cái làng Akala đó. Bạn có quá nhiều kinh nghiệm. Thật là điên rồi. Với đấy team của bạn hả? Well, rồi đây là thời gian cho bạn tiến lên tí nữa. À, chắc là mình sẽ vô đây. Ơi, mà cơ mà phải lưu đã. Chứ đánh mấy cái này mà không lưu thì hơi căng ấy. Ok, chúng ta cần phải đó chính là hồi máu nè. Hai con Fented đúng không? Ok, tỉnh dậy đây mấy đứa. Nãy đánh con hệ đá mà mình vô mình dùng con X-ray manager raw effect it can be new one here on start. À, không được hả? Cái sắt này cho Pokemon sử dụng right defense. No effect. Hồi máu đâu rồi? Super Ball đâu rồi? Ok. Ấy chết cha, lỡ rồi. Ok, thôi được rồi.
một đường win. Bắt đầu chúng ta sẽ đánh con tiếp theo. Hệ này chắc sẽ cho con Deadway ra. Ui, quýnh cái nhỏ này luôn. Nhỏ dễ thương nhất. Cực kỳ dễ thương luôn. Con này là hệ siêu linh nè. Quýnh với Gengar chắc. Gengar is coming. Ok, let's go. Này dễ thương quá. Đánh cái con mã này lúc nào cũng thấy dễ thương hết. Rồi mình nghe tiếng con. Oa! Acarola. Con này. Rồi nó tàn chỉ con tàn là bóng hệ God không à. Siêu lên là nhiều. Rồi còn mình thì chắc mình nghĩ là quýnh được á. Tuy là nó 5-6 level. Chiêu đất này là chiêu búp. Dragon Ball ấy phép không hiệu quả lắm với con này. Nhưng mà có thể chơi được. Ok. Chắc không đến nỗi tồi. Ok, cũng khá là tốt. Shadow, nó quýnh mình thốn á. Nhưng mà mình có thể hạ nó. Ok, good job, mọi đứa một trận nè. Con này khá đẹp, các bạn thích con này không? Con mới nhìn đã ha. Bắn ra cái tiên nhìn đúng phê luôn. Wow, nó giết được người, nó cộng thêm khả năng quýnh nữa hả? Keep pitching thôi. Ôi, con này nhìn hắc ám vãi. Ok, chiêu này thôi, vẫn là chiêu này. Mình sẽ được đánh trước. Ôi, không được rồi. Ok, chiêu băng quá mạnh. Chiêu băng thì mình nghĩ là mình cho con Metagross ra. Con này cũng có một cái khả năng đánh vào tụi này khá là tốt. Hình như là kỹ năng fighting. Nhớ không lầm là kỹ năng này. Kỹ năng này thì có thể gây sát thương lớn với con nhỏ này. Chết rồi, nó bóp cái gì vậy? Rồi, nó bóp cái ngu rồi, có thể quýnh vào đầu rồi. Ồ, không có tác dụng. Ok. Nghĩa là kỹ năng này. Ê, kỹ năng này thì trùng mất tiêu rồi. Sai rồi. Mình sai rồi. What? Ok, mình sẽ dùng cái kia mình hồi sinh lại con này không quýnh lại. Ok, mình nhầm. Ok, thua vậy. Cái trong cái hệ siêu linh thì con này không là cái gì cả. Bé này ra đi. Coi bé này có thể quýnh được vài đòn với con nhỏ này không. Quýnh khắc hệ quá thì cũng không hay. Cũng khá là phần trăm kiểu như là dạng quýnh cũng khá là ổn. Chết rồi, chết luôn rồi. Kỹ năng gió băng của nó mạnh quá. Con này cũng hệ băng nè. Razor Wind. Sucker Wind. Bunch chứ. Ok, chiêu này hình như quýnh có hiệu ứng. Ôi, fail liệt rồi, fail rồi. Rồi, nó búp cho cái gì nữa rồi. Học rồi. Ôi, vẫn trúng chứ, cái chiêu này là auto trúng luôn á. Chết. Đúng vậy, chiêu bóng tối. Các bạn nhìn con này vậy thôi chứ mạnh lắm, mấy đừng có đùa. Nó còn, bé nó còn 3 con. Trời ơi, con này nhìn như là một cái. Cái này là một cái gì, bánh lái. Cho một con tàu rồi được. Cho một, với lại một cái neo.
chơi chiêu rat hả? Nếu mình quýnh trúng cái đòn này thì nó sẽ chết, còn nếu mình hụt thì mình sẽ chết luôn. Ok, mình tự quýnh mình. Good job. Mình vẫn chưa đem con bài gốc của mình ra mà. Ok, thời gian của mày thể hiện rồi đấy. Sucko, chiêu này là chiêu khắc hệ của tụi nó. Không có đứa thể sống được bằng chiêu này của mình khi mình tung ra cái chiêu này. Keep baiting. Wow, lâu đầy cát hả? Lâu đầy cát thì cũng vậy thôi. Nổ gần chết rồi. Chiều này thốn nè. Ok, tạm biệt bạn. Bùm. Rồi, ra tiếp con nữa đi nào. Kiếp bê tinh thôi, mình không cần đổi đâu. Wow, là con này à. Một cú bắn xuyên lục địa. Pew. Bùm. Rồi, búp rồi. Ok, búp là mày sai lầm quá lớn luôn á. Lấy cộng lông của anh bắn đi thì mày biết tác dụng rồi. Định kết liễu anh bằng một đòn à. Thua rồi nhá. Yeah. Và chúng ta đã win hai cửa. Có giấy thường, ok. Rồi, ra đây phục hồi lại Pokemon tiếp. Cửa tiếp theo, đó chính là Grass, cỏ. Con nào có lửa thì chơi tốt với cái này. Nhỏ này lạ quá, chưa gặp. Wow, thì ra cái win nhìn đẹp quá vậy. Đóng phòng lại không cho mình chạy luôn, ghê đấy. Ritzop. Mình sẽ hạ gục bạn này. Flying team à. Team này fly à. Fly với Buck hay sao? Hay là fly với lại Rat. Con này nhìn ghê quá. Fly, con này chắc là sở hữu toàn là chim thôi. Với hình như Fly nó sợ chiêu Dragon của mình á. Chiêu Dragon của con này rất là mạnh đối với hình như hệ Fly luôn hay sao. Rồi chiêu này có decoy nha. Chết luôn, quá mạnh à, không đáng kể. Chết rồi, cái hệ này hơi căng á. Chi này mạnh nha, mới vô chưa kịp đánh nó speed cao quá các bạn ơi. Nó sợ chiêu này mình nghĩ vậy. Wow, chơi đòn này hoài vậy. Vừa phải đây chứ. Vừa phải thôi chứ bạn. Mình nghĩ bạn tốc đánh nhanh, mình thích làm gì bạn làm à. Con nhỏ nó ngồi kìa. Wow, con cơn với chả cơn. Bố mày cạp hết. Chết rồi, con này quýnh ghê quá. Ủa, lại chơi chiêu nãy nữa. Rồi thôi, lần này là đếm số rồi.
Ok, chưa chết được. Chưa chết được. Wow, né được đòn luôn. Ở chết cụ rồi, nãy mình tưởng hồi đầy máu cho nó chứ. Chết rồi. Phí quá vậy trời. Nếu mình quăng ra cái cục full rồi mà sao nó không hồi máu ta? Ok, có thể chịu đựng hai đòn tiếp. Bốn đòn này là bơm máu thôi cũng đủ rồi. Water có tác dụng mạnh với nó không ta, để chơi thử coi nè. Ôi, không mạnh. Ua. Chết rồi, mình bị cái gì vậy? Ôi, chết rồi, nó có hồi máu. Căng rồi. Hình như cú này mình cắn có thể chết được nó luôn á. Ok. Try. Chết luôn, chính xác. Chê này cũng khá là mạnh đó. Quăng con tiếp theo ra nào. Wow, một con này là con gì quên mất cái tên rồi ta. À, chắc gì dắt cứ hồi đầy máu trước đã tính gì tính. Một trăm tám mươi tám máu rồi, thôi rồi, chết chắc. Nó dùng Jet Power, nó diệt cái con rồng của mình rồi. Nó thấy con rồng mình trước mắt rồi. Super Sonic Sky Strike luôn. Wow, đỉnh cao của bầu trời luôn rồi. Trời ơi, sống được thì cũng hay rồi. Kỹ năng tuyệt diệu như vậy thì sống thế đét nào được. Hình như con này ra cũng bị hành luôn hay sao? Chứ này không mạnh lắm mà nhưng nó... làm cái gì vậy? Đấm vào mồm. Ôi, búp lửa phản đam. Ông ơi, mày ghê quá mày. Mày chơi lửa với sắt mày cũng khôn quá. Tao là trầm sắt. Ây da, ây da. Căng nè. Đấm vào mồm. Ơi sao giờ nó mạnh vậy? Full restore thôi mà. Antidor. Mày thích chơi hả? Thích chơi chọi đúng không? It's very must enter refresh energy. Root 220 HP, ok, cái này không ngon lắm. Soda 50 HP, Ether 60, không hả quang. Đang bị đốt cháy, khó chịu quá. À, khó chịu quá nha. Retox về do vậy xin. Thôi vậy lại full restore vậy. Nó sẽ xóa đi cái hiệu ứng lửa đầy máu. Một đôi đường lợi thế. Chiều lửa nó khốn quá, thốn. Ok, chúng ta lại nè. Ê chết cha, hình như kiểu này nó effect. Rồi nó hát mình ngủ rồi. À, là cái chiêu khỉ này. Vãi tèo chưa. Nót mà cũng khá là mạnh.
Kiểu này thế nào? Con này Super Denkin à. Ủa nó mạnh quá bà con ơi. Squid vậy. Chim quấn với chim này. Wow, fuck, mạnh dữ trời. Nếu mày sống được chiêu này thì tao... Oh, chết luôn rồi. Wow, may quá. Ôi, may mắn mình còn được một máu. Trời ơi. Tưởng mày sống được chứ, con chim nhảy điệu điên cuồng này. Ôi, đổi thôi, tới lúc rồi. Ra đây bạn trẻ. Quẩy lên nào. Quẩy lên nào các bạn trẻ ơi. Mày sợ chiêu rock đúng không? Nãy giờ tao để lâu lắm rồi đấy. Một đứa. Quẩy. Tao tức tao cầm con này ra là sẽ hủy diệt tụi mày mà. Võ sĩ. Tạm biệt võ sĩ. Rồi, quấn vô tim luôn, thốn nha. Tạm biệt võ sĩ. Võ sĩ quá là cù bắp. Con này nó chưa gặp mình bao giờ, nó chẳng nói chuyện nhiều với mình lắm. Mấy đứa kia là quen nên nói chuyện khá là nhiều. Bạn có biết không, tôi nghĩ là bạn mang một cái gì hơi thở của bầu trời đến cái trận chiến từ làng Aula nè. Đúng rồi, bạn bầu trời, mình bridge bầu trời luôn. Đánh vỡ bầu trời, nãy bridge. Rít là vỡ mà. Ok, final power. Sức mạnh cuối cùng. Trời ơi, nhìn vô thằng này là thấy thứ dữ rồi đấy. Thấy sắt thép rồi đó. Vô thấy sắt thép cứng 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 cáp rồi đó. Này nhìn vô là một thằng chăm học vậy. Cười đó, thực sinh như thế này mới dễ thương chứ, kiểu như ngại nhìn rất là thư sinh luôn. Trời ơi, chơi chùm chìa khóa vạn năng ra luôn. Con này đẹp quá. Con này dragon với lại poison. No effect, no effect. Ok. Phải chơi Venom vậy. Thunder Way. Rồi, bị ngu người rồi. Chiêu này auto 100% bị chính xác luôn hay sao? Không được rồi các bạn, đánh con này là không ổn rồi. Ok, cho con này ra đi. Ủa, con này nới phết không à? Nới phết. Oh, no, con nào đây? Hình như bớt, ớt power là... Chiêu của Roll effect rất khá là mạnh. Con này có chiêu râu mà đúng không? Con này róc thôi không phải râu. Rồi chỉ có hai con có khả năng. À Snow Luck mình để ở trong rồi. Ok, cho bé này ra vậy. Snow Luck với con này có khả năng quýnh bọn này tốt. Rồng mình có khả năng tăng cơ với kỹ năng của nó. Thử coi nào. Nói là mạnh nhưng thực chất cũng không mạnh lắm các bạn ơi. Nó lên phòng thủ giáp rồi. Ok thì tới búp.
Các bạn mạnh thì tớ búp lên cho tớ mạnh lên một chút nữa. Rồi. Khỏi cần cho chiêu này luôn. Ê! Lại chơi kỹ năng chích điện cho đối thủ nữa vậy. Không thật sự mạnh. Chỗ này thì không gây hề hấn đối với mình. Cái hệ này quấn mệt nha. Cái hệ này mình ít có con kỵ hệ nó lắm. Switch đi. Neko ra đi. Ê, hình như con này có hệ róc mà đúng không? Không có. Ok, vậy thì chơi con này đi. Muốn giải quyết nhanh trận cuối. Con này thì không có effect, nó chỉ có quấn được chiêu à. Nhưng mà mình đang thích chơi con này. Thủ ra. Đấy, bạn sắt thì mình thủ sắt. Sắt điện à. Ây da, con này sợ điện má ơi. Rồi, ăn hành rồi. Trời ơi, quýnh không lại con này luôn kìa. Ây da, Thunderbolt thốn quá mọi người ơi. Đổi thôi, con này tốt nhất là mày ra mày quýnh nó đi. Con này mới là đối thủ của nó nè. Đầu đấy. Đầu đấy bạn trẻ à. À, thốn quá má ơi. Đau quá. Quá thốn. À, nhà nó giật điện. Crit luôn hả? Nhưng mà mạnh gì? Mạnh quá vậy bạn? Quýnh chiêu này giảm speed quá, chiêu này nó phép nhưng chắc có cây đam chứ. Rồi. Trời ơi. Phải ỉ rồi. Ơi. Trời ơi. Mẹ, con này ác kịp trời. Dính điện là còn bị cản lại cái lực đánh luôn. Thốn quá các bạn ơi. Cho nó chơi hết điện hình như có được 10 phát đánh à. À vẫn bị dính điện. Ác thiệt chứ. Cú này mình quýnh là mình sai lầm á. À, quýnh luôn đi. Thua rồi thôi. Nó né được đòn luôn rồi, đậu phộng. Chưa điện ác quá. Mình gặp mấy con hệ điện nó quýnh nó giật tê liệt, thốn thiệt chứ. Ok, nếu đã vậy thì... Roto Paypal HP Rita. Không có mạnh như hồi nãy nữa đâu. Không có mạnh như hồi nãy nữa đâu. Đủ rồi bạn ơi. Tôi tốn máu khá nhiều với bạn rồi đấy. Rồi, quýnh đi nào.
hết kỹ năng bị giật điện rồi đúng không? Xem đây, sống được đòn này thì khen mày hay. Đợi mày nãy giờ á. Đòn nó quýnh đau quá, mình mấy con kia mình chịu không nổi nữa đâu. Con này râu. Chiêu này là cũng dẹp luôn cho con tép luôn. Chết rồi, chiêu này có thể mình chết á. À may quá mình phòng thủ mới lên. Dẹp như con tép. Lên. Ôi còn hai con nữa các bạn ơi. Cố vậy. Wow. Con này hôm qua đang ngán nó đây. Rồi chết chắc rồi. Mạnh quá. Trời ơi con nào cũng dính điện hết vậy. Not effect. Not effect luôn. Nó đe phép luôn, trời ơi, ui. Ít quay à, không có thể. Giờ còn con này chứ còn con nào nữa giờ. Đang bị giật điện nữa chứ. Ôi trời ơi, nó búp tấn công lên rồi. Ok, từ từ. Búp lên luôn các bạn ơi. Quýnh không lại rồi. Oh yeah. Né được cái đòn đó quá hay. Thử ít quay với nó coi nào. Ít quay hình như cũng không mạnh lắm. Ít quay với thằng này không hiệu quả lắm. Ô mẹ ơi. Cái chết luôn hả? Biết là super effect rồi mà nhưng mình nghĩ nửa máu thôi chứ. Ác thật. Hình như hiệu ứng của cái búp á. Ờ, mày muốn đổi chiêu gì đây? Scorpion Normal Mifit. Ok, đổi chiêu này đi. Ok, quên tiếp nào. Dạ, yeah, Metagross. Tôi biết bạn sợ chiêu này lắm luôn á. Bạn là bạn sợ chiêu này lắm luôn á. Thằng này tàn những con Pokemon khủng không à. Yes, chiến thắng. Ok, cửa đã mở, vô thôi. Mình đã hoàn thành thử thách của nó rồi. Mình là một cái thành viên rất là mạnh luôn. Rồi, chắc là quýnh trong cuối quá. Bốn con để vô được cánh cửa này. Lưu game. Để mà quýnh lại từ đầu thì căng á. Ok, lên trên cao nào. Mình vừa vô cái lỗ đó xong rồi. Trên đây sẽ gặp cái gặp ai đây? Gặp Cucuy. Quýnh với Cucuy à. Bậc thầy của tất cả hả? Bây giờ là thời gian mình thử thách quýnh cái ông thầy. Đùa ấy. Ổng kêu ổng là trên những cái chết kết đen đóng đồ, ổng đang đùa. Wow. Ổng để cho hai đứa học trò đẳng cấp nhất. Mày biết gì không? Something can hit me after I final beat my opponent in our shared battle.
Có nghĩa là thằng này đã hoàn thành được đánh bại được hết mấy cái thử thách giống mình đó. Và bây giờ là nó là Yokai My Hero Game One. Và bây giờ là mình là phải quýnh nhau với nó. Thật là bất ngờ. Mình biết How mà. How thuộc dạng được búp, búp trong tim mà. Ok, nó rất là mạnh á. Thằng này lúc đầu mình còn cùi cùi nó Pokemon khủng không à. Ghê chưa? Raichu. Tớ đang ngán hệ điện lắm đây. Điện quýnh đuối quá. Điện quá đuối bạn ơi. Ây da, chết luôn. Này nó khắc được con này luôn, nó là điện với lại thích chơi đúng không? Raichu. Thấy con này chưa hao? Tao cứu thế mà giờ mày dám làm vậy đó với anh à. Bây giờ mình sợ điện. Bây giờ đầu nha. Mày dám quấn đấng cứu thế vậy hả? Ôi, cái hình ảnh nó bị giật sao ta? Đây, anh kỳ hệ hết tụi mày rồi. Chiêu này hình như không mạnh lắm. Mình biết mà. Hi hi. Hồi máu đã, ngu gì quýnh tiếp. Bây giờ nó bị giật hình ảnh khó chịu quá. Quýnh đi. Huyền thoại vẫn mãi là huyền thoại. Ôi trời, crit luôn, vãi đạn. Cười hơi sớm. Đúng là cười, không nên cười, thật sự. Ây da, căng nha. Căng nha. Mình sẽ cạp con dơi này chết cái đã. Trả thù. Chơi này mạnh quá mà. Nhưng quýnh với mình thì quá là bình thường. Bốn con nữa, bại bốn con nữa. Wow, con này đã gặp bao giờ đâu, con này hệ gì trời, con này chắc nước rồi. Chơi này đi. Ây da, nó chơi trời ơi mạnh như chơi râu. Gờ râu hả? Này thì gờ râu. Chiêu này đấm vào mồm. Đấm vào mồm, một đứa thì sinh. Mình đã nó bị giật, khó chịu quá. Đợi mình quýnh xong cái đòn này ra sửa lại. Flareon. Lửa. Lửa 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 lửa. Đấm vào đầu coi, cho xẹp luôn nè. Dễ mang. Rì coi hơi bị nhiều đó bạn trẻ. Chiêu mạnh thì cũng mạnh nhưng mà sẽ bị rì coi khá là lớn. Đây, bạn chơi luôn cái con gốc của bạn ra đi, mình chơi con gốc của mình ra nè.
Taurus chết cụ rồi. Bò này hình như mình cũng không lại. Ây da, căng nha. Thử chiêu này coi. Chơi chiêu siêu linh luôn. Ây da, không có tác dụng lắm. Rồi nó quýnh mình không làm di chuyển được luôn kìa. Không thấm lắm. Né được rồi. Ôi mẹ ơi, không tác dụng các bạn. Khổ. Này chắc là mình sử dụng chơi chiêu này á. Ác kìa trời. Chết mẹ tôi rồi. Chết tôi rồi. Hồi sinh một đứa đó các bạn ơi, không chết á. Match. Revive đâu rồi? Dùng hết rồi ta. Đây rồi. Chọn một con. Neroma tỉnh dậy đi em ơi. Full restore. Tỉnh dậy đi em ơi. Thôi mày tăng thêm một chút nữa đi. Để thua nhục lắm. Ok, quấn cho mày chết luôn nè, ra con cuối đi. Rồi. Ấy trời ơi. À, full restore rồi, căng. Quấn nhau là căng. Quấn nhau là căng. Quấn nhau là căng. Hình ảnh nó bây giờ khó chịu quá. Đây, con chùm của anh đây. Hey hey. Và kỹ năng Power Z thôi, mình chờ đợi lâu lắm rồi. Xin lỗi hao, con của bạn mình nó bị sợ mình đấy. Bum. Sao sống nổi được. Mình đợi con này ra nãy giờ. Con hao nắc nó kỳ hệ với con mình. 14.000. Mình là một người rất là mạnh luôn. Mình đã vượt qua tất cả. May cho ông mà tôi chưa đi săn mấy con huyền thoại về đó. Là một team huyền thoại chỉ có ăn hành. Để coi cho cái gì đây. Rồi, bữa sau mình sẽ đi săn con huyền thoại. Hình như săn được rồi. Ơi, kết thúc game luôn hả? Vãi vậy? Giống như 7 viên ngọc rồng quá vậy. Đẹp quá. Mình nhà vô địch.
của Alola. Wow. Có vương miện luôn, ghê vậy. Contrast. Thằng Hao cũng vượt qua 4 người này luôn rồi. Cái này còn dài lắm, còn đi quýnh với bọn Rocket nữa. Team Hỏa Tiễn á. Sim ru rồi ta. Ơi, cái là mình đi đâu đây? Develop staff, đi trở về làng à? Giống kết thúc quá vậy. Nhớ là còn nhiệm vụ ở trên mấy cái đảo kia nữa mà. Cái này do mình làm theo cốt truyện nên mình hoàn thành hay sao á? Trong đây còn nhiều con huyền thoại mình chưa bắt nữa. Kiểu đây là cái lễ là mừng nhà vô địch đó. Đó chính là mình. Hey yo. Con này là mặt ngầu cho cố vô được cười. Để coi còn cái gì nữa không nè. Ông này bỏ hội rồi. À, sau khi xong thì mình được trở về nhà, kiểu như là nó kết thúc cốt truyện của game. Đó chính là dường như là mình sẽ được trở về nhà và được nghỉ ngơi. À, theo cốt truyện là như vậy. Và tiếp theo chuyến hành trình thì mình nghĩ là mình sẽ đi giúp cái gì đó ở cái game này. Nó cho mình cái gì đó, một cái Beast Lasada. Cái đó không biết dùng để làm gì cả. Cái gì Thai Nun là cái gì? Những cái gì trống rỗng hả? À, mình được nhận con này. Ok. Tặng cho mình con này à. No. Cho vô một cái pot đi. Hey, no, 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 no. No. Send a bot. Memory defry. Ok, thì để bữa sau mình cho mình chơi tiếp. Có thể đi tiến hóa mega các con thú các kiểu. Được rồi, chúc bạn xem video vui vẻ nha. À đúng rồi, ở trong đây sẽ gặp một con legendary. Trong đây sẽ gặp một con huyền thoại. Mình sẽ demo coi thử cho mọi người xem trước. Cho mình 5 cái bitbone vô đây bắt nè. Trong đây sẽ có con huyền thoại đó các bạn. À, để mình lưu game trước ha. Đây nè. Đâu trong đây nó nhấp hết trơn luôn nè. Đó, nhạc này là huyền thoại chắc luôn. Đấy, một con Pokemon huyền thoại. Rất là bự á.
À, chính nó. Con này rất là mạnh luôn á, kỹ năng của nó cực kỳ khủng. Để quấn thử cho mọi người xem nào. Bắt con này thì hơi khó đó. Kỹ năng nó mát mạnh luôn á. Mình vẫn có một quả Master Ball nhưng mình không thích dùng nó. Con này trong đây thì rất là nhiều luôn. Nếu muốn train level vô đây với mấy con mụ này là nó easy luôn á. À, thử dùng cái quả Big Ball coi. Khó các bạn thấy không? Rất là khó luôn. Thôi rồi, bữa sau chơi tiếp nha. Nekoma nó quýnh cái chết các bạn nghĩ rồi. Ghê không? Giờ nó yếu rồi đó, mình thử... Ok, mình thử ném thêm một quả cho mọi người xem ha. Được á. Oh shit. Oh, như vậy thôi lưu game chứ ngu gì mình bỏ được. Trời ơi, kinh nghiệm kìa. Chỉ cần đem team ra tăng thôi là ok, là bắt được nó rồi đấy. Pokemon bựa. Con này con Legion đấy. Hơi bị mạnh luôn á. Ây da, no. Enter đi. S cho vật T. Đổi cho con nào giờ? Cho con này ha. Sưu tập mấy con Pokemon lên huyền thoại chơi. À, bắt được luôn các bạn, đùa không? Giỡn. Ở trong đây nhiều con đó lắm. Được rồi, hôm nay... Ê, cái gì vậy? What? À, ở đây nhiều lắm. Được rồi, chào mọi người nha.